chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cuốn tư liệu Hoàng Sa vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng phát hành dịp 50 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 1974, 19 tháng 1 năm 2024. Với 68 trang in màu có tổng quan về Hoàng Sa, tư liệu Hoàng Sa, đặc biệt trong đó còn có lý lịch, hồi ký của 33 nhân chứng lịch sử, những người từng sống và làm việc tại Hoàng Sa. Theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, dịp 19 tháng 1 năm 2023, đến thăm hỏi gia đình những nhân chứng lịch sử Hoàng Sa, ông đã đề nghị các nhân chứng hiến tặng một số kỷ vật, hình ảnh và hồi ký còn lưu giữ trong thời gian ở lại Hoàng Sa cho huyện để tập hợp thành một cuốn tư liệu nhằm trao tặng lại cho các gia đình. Từ đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa bắt tay vào sưu tầm tài liệu và hoàn thành sau gần một năm. Ông Đồng nói, trong chuyến thăm 25 nhân chứng và gia đình nhân chứng ở các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế từ ngày 11 đến 13 tháng 1 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và nhà trưng bày Hoàng Sa đã trao tặng tận tay mỗi nhân chứng lịch sử và gia đình một cuốn tư liệu. Đây là món quà đặc biệt mà chúng tôi ấp ủ, dành nhiều tâm huyết để thực hiện, cũng một phần nhằm tri ân các nhân chứng. Ông Đồng nhấn mạnh, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, cuốn tư liệu là những tài liệu, bút ký về Hoàng Sa của các nhân chứng sống. Việc thực hiện cuốn tư liệu là để gia đình nhân chứng lưu giữ lại những hồi ký của người thân. Từ đó, mỗi gia đình là mỗi nhân chứng sống giới thiệu lại cho con cháu và nhiều người khác, nhắc nhở với thế hệ mai sau rằng Hoàng Sa là của Việt Nam và đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Ông Lê Tiến Công, Giám đốc nhà trưng bày Hoàng Sa, đơn vị chịu trách nhiệm chính thực hiện cuốn tư liệu trên, cho hay, khi nhận cuốn tư liệu, tất cả các nhân chứng, đại diện gia đình đều có cảm xúc chung là tự hào. Nhiều nhân chứng lật từng trang, đọc kỹ từng dòng chữ như để nhắc nhở về kỷ niệm một thời ở Hoàng Sa. Ông Trần Hóa, sinh năm 1954, chú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, người từng nhận nhiệm vụ ra Hoàng Sa chăm sóc sức khỏe cho trung đội Hoàng Sa và các nhân viên khí tượng, đã xúc động khi nhận được cuốn tư liệu. Ông chia sẻ, sắp tới, tôi sẽ ra Đà Nẵng để gặp gỡ các nhân chứng, ôn lại những kỷ niệm thời còn ở Hoàng Sa. Theo ông Lê Tiến Công, quá trình thực hiện, nhà trưng bày đã nghiên cứu, bổ sung các tư liệu mới. Về mặt xử lý thông tin, tất cả những tài liệu đều được làm rất cẩn trọng. Mới đầu, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ tính làm để lưu hành nội bộ. Nhưng về sau, vì muốn cuốn tư liệu được lan tỏa, góp phần tuyên truyền những vốn quý về Hoàng Sa và giới thiệu với công chúng, nên lãnh đạo huyện đã xin giấy phép xuất bản. Cuốn tư liệu có 3 phần chính, trong đó mở đầu là tổng quan về Hoàng Sa. Phần 2 là tư liệu Hoàng Sa với hàng loạt bản đồ, hình ảnh chứng thực Hoàng Sa là của Việt Nam. Ở phần này có cả tư liệu hình ảnh về sự kiện ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974. Phần 3 cũng là cốt lõi của cuốn tư liệu, là lý lịch trách ngang của 33 nhân chứng lịch sử Hoàng Sa. Một số nhân chứng có hồi ký những ngày ở Hoàng Sa. Ông Công cho rằng, mỗi nhân chứng có một công việc không giống nhau nên đa dạng câu chuyện. Có người là lính, nhân viên khí tượng, kỹ thuật đã ra Hoàng Sa từ 1 đến 10 lần. Ông cũng nhận xét các câu chuyện nhân chứng mang lại như bắt cá, bắt chim, đánh điện, về nhà hay một bài thơ. Mỗi người có một ấn tượng riêng về Hoàng Sa, nhưng tất cả đều rất hay và ý nghĩa. Nhiều nhân chứng có thời gian sống và làm việc tại Hoàng Sa từ năm 1950 đến trước tháng 1 năm 1974, như ông Trần Thanh Kim, sinh năm 1920, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, hiện đã mất, là người từng có mặt ở Hoàng Sa vào tháng 8 năm 1950, khi ông được nhà cầm quyền Pháp chuyển ra đảo làm khuân vác, bốc đá xây dựng cầu cảng Hoàng Sa. Hay ông Võ Như Dân, sinh năm 1937, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã mất năm 2021, là nhân viên trạm quan trắc Hoàng Sa từ năm 1956 đến năm 1969. Trong cuốn tư liệu này, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa đã trích lại phản hồi ký có tên Nhớ Hoàng Sa, được ông Dân viết khi còn sống. Trong những dòng hồi ký, ông kể lại những câu chuyện ngắn, bình dị trong thời gian sống trên đảo. Ông Dân miêu tả về Hoàng Sa khi đó có 4 cái lô cốt và một miếu bà xây hướng về thành phố Đà Nẵng, có căn nhà ở gồm gian thờ, gian bếp và nhiều cây cối.
Ngoài thời gian làm việc, ông hay đi bắt cá, ốc phơi khô, dành mang về đất liền cho vợ con. Giám đốc nhà trưng bày Hoàng Sa đánh giá, qua đó cho thấy những nhân chứng có nhiều hoạt động phong phú ở Hoàng Sa và được thể hiện bằng những câu chuyện hết sức bình thường. Bởi thời gian trên, Hoàng Sa không phải thường xuyên đối mặt với các thách thức tranh chấp. Ngày 11 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà các nhân chứng từng sinh sống, làm việc, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước ngày 19 tháng 1 năm 1974. Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa cho biết, trong dịp thăm hỏi này, huyện gửi tặng các nhân chứng cuốn tư liệu Hoàng Sa. Cuốn tư liệu này có tổng cộng 68 trang, bao gồm tư liệu lịch sử về Hoàng Sa cùng hồi ký của những nhân chứng từng sống, làm việc tại quần đảo. Theo ông Võ Ngọc Đồng, các nhân chứng Hoàng Sa đã tặng nhiều tư liệu, bút ký về Hoàng Sa cho Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy ban Nhân dân huyện sau đó đã lên kế hoạch sao y lại thành một cuốn tư liệu. Việc tặng cuốn tư liệu này là để từng gia đình lưu giữ. Trong đó, từng gia đình là nhân chứng sống, họ sẽ giới thiệu lại cho con cháu và mọi người. Đồng thời nhắc nhở cho thế hệ mai sau rằng Hoàng Sa là của Việt Nam và đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Đây là món quà đặc biệt mà Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa đã hứa thực hiện và gửi tặng các nhân chứng trong chuyến thăm hỏi tương tự được tổ chức vào dịp này năm trước. Tại nhà ông Phạm Sô, sinh năm 1934, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, một trong 15 nhân chứng của thành phố Đà Nẵng, ông Võ Ngọc Đồng đã trao tặng cuốn tư liệu trên, đồng thời thăm hỏi và chúc sức khỏe. Ông Sô từng ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ vào tháng 4 năm 1957. Nhiệm vụ của ông là xây dựng hồ chứa nước mưa để cung cấp nước ngọt cho nhân viên trung tâm khí tượng và quân lính làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên đảo Hoàng Sa. 3 tháng sau, ông về lại Đà Nẵng. Thời gian ông xây dựng hồ chứa trên đảo chỉ 15 ngày. Những ngày ở lại là để chờ tàu ra đảo. Cũng trong ngày 11 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa tổ chức thăm và tặng quà 15 gia đình nhân chứng tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 12 tháng 1, huyện Hoàng Sa đã thăm 8 gia đình nhân chứng tại Quảng Nam. Ngày 13 tháng 1, thăm 2 gia đình nhân chứng tại Thừa Thiên Huế. Việc thăm hỏi này được Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa tổ chức thường niên, ngoài mục đích tri ân các nhân chứng còn nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ để có cái nhìn sâu sắc, sống động hơn về những người từng sinh sống, giữ gìn Hoàng Sa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.